cho mình một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Xin được cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Thưa toàn thể quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương, bài hát về Kinh Bắc. Còn ngay bây giờ mời toàn thể quý vị cùng đến với sự trở lại của anh cả chị hai với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà đầm thắm hơn nữa. Thật đúng là sông cầu nước chảy lơ tơ, để đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi, ra sông lại nhớ tới người, xuống sông uống nước cho nguôi tấm lòng, với làn điệu dân ca quan họ lời cổ Đối Ca Sông Cầu. Mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.
được không ạ? Xin chào, cảm ơn những tình cảm, những tràng pháo vỗ tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Còn ngày hôm nay thì cũng rất là mong muốn được sự tham gia giao lưu của toàn thể quý vị khách quý. Các cô bác, các chị, chúng ta hãy cùng đem lời ca tiếng hát của mình cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lúc này đây thì theo quan sát của ban tổ chức, vâng ạ, và lúc này đây rất nhiều quý vị khách quý, đặc biệt là có một vị khách quý chúng ta đến từ Quân đội Nhân dân Việt Nam huyện Quái Châu. Ngay sau đây trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu ca sĩ Xuân Bắc. Vâng ạ, trước khi đến với một bữa tiệc rượu hết sức vui vẻ hoan hỉ, mời Xuân Bắc hãy cùng khởi động với một số các bài hát những bản tình ca yêu dấu để cùng chúc mừng hạnh phúc cho gia đình, đặc biệt là chú rể Ngọc Tú ạ. Chú rể Tú, xin mời ca sĩ Xuân Bắc. Ca sĩ Xuân Bắc là một ca sĩ rất là hay và đang rất hot và tỏa sáng ở huyện đội chúng ta. Xin mời hiện anh đang công tác tại Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc có lẽ là những ca khúc ý nghĩa nhất để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vừa đến hội hôn thì tôi đã được giới thiệu một cách là rất hoành tráng, vâng, rất là một làm tôi rất run ấy. Nhưng mà quả thực là bây giờ tôi phải hát một bài thì nó run mới được. Bằng lòng đi em về với quê anh,
con ca sĩ Xuân Bắc đến từ huyện đội Khói Châu, đã là một vị khách quý của gia đình đã cùng lên tham gia giao lưu. Và thưa toàn thể quý vị như thế này ạ, ca sĩ Xuân Bắc đúng không ạ, huyện đội Khói Châu của chúng ta đã tỏa sáng ở rất là nhiều nơi rồi, và ngày hôm nay lại tiếp tục một lần nữa được tỏa sáng tại công viên Hội Nhà Trai chúng ta. Xin chân thành cảm ơn anh đã phối hợp tác với ban tổ chức chúng em. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc, một sáng tác rất quen thuộc, có lẽ ca khúc rất nổi tiếng, bài hát được mang tên Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Và với bài hát này cũng đáp ứng một lá thư yêu cầu của một vị khách quý đang hiện diện tại những bàn tiệc rượu. Và ngay sau đây trân trọng hân hạnh được gửi tới toàn thể quý vị với ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Một bát lúa
cây dũng trên bờ, người chiến sĩ quên với gian lao, ngày dài điểm thâu vẫn có những người lính trẻ đang đắm tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Đường âm u mây núi mây mơ, ngày nắng cháy đêm gió lạnh đời, giờ mà thương bóng tôi buồn thôi trước mặt đang tìm non sông anh dâng cho tuổi đời thanh xuân. Oh,
trong điều vui mâm đồ đắm đuối, cùng nhau ta ca ta hát trong một đêm hoàn ca tuyệt vời. Vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em nồng cháy, điều mâm đồ sao hay thế ô ô ngất ngây. Cô là sông đêm mềm lao mềm lao mềm lao mềm lao đi, cô là sông đêm mềm lao mềm lao mềm lao, cô là sông đêm mềm lao mềm lao. Chưa uống nên tình anh nghe thêm nuôi tiếc, thời gian ôi sao nhanh qua, nghe tình yêu ngọt ngào mặn nồng. Vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em nồng cháy, điều mầm vô sao hay thế ô ô ngất ngây. Cô là xuân đêm mềm lao mềm lao mềm lao mềm lao đi, cô là xuân đêm mềm lao mềm lao mềm lao, cô là xuân đêm mềm lao mềm lao mềm lao mềm lao đi, cô là xuân đêm mềm lao mềm lao. Sao hay thế ô ô mất ngây. Từ say em trao chưa uống nên tình anh nghe thêm nuôi tiếc, thời gian vừa sao nhanh qua, nghe tình yêu ngọt ngào mặn nồng. Vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em nồng cháy, điều mong đồ sao hay thế ô ô mất ngây. Cô là xuân đêm mềm lao mềm lao mềm lao mềm lao đi, cô là xuân đêm mềm lao mềm lao mềm lao, cô là xuân đêm mềm lao mềm lao mềm lao mềm lao đi, cô là xuân đêm mềm lao 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 mềm lao.
nhìn chung xa ai còn vẫn hương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng kết thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, và nơi đây em đang chờ anh say mộng tiền thương. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh miệt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn mắt hồng, môi hôn thấm nồng, cho em mắt nâu, cho
cô cười. Thôi không trốn tìm, thôi không hứng hờ, khi em đã nghe một số lời du dịu hiền. Thank you.
Lần đầu quên em, anh đâu biết yêu em thật nhiều. Lần đầu quên anh, em đâu biết tình ta thiết tha. Lần đầu quên em, anh đâu biết tình đẹp như mơ. Để rồi em đây, yêu say đắm cuộc tình nên thơ. Từ ngày yêu em, anh muốn cho em chọn cuộc tình. Từ ngày yêu anh, em đã yêu anh cả trái tim. Tình này cho em, anh muốn dành trọn cho riêng em. Tình này cho anh, em cứ giữ cho anh trọn đời. Yêu em nhiều, anh cứ ngỡ trong mơ. Yêu anh nhiều, em cứ ngỡ như thơ. Yêu nhau rồi, ta đi đến buồn nhìn. Cầu mong giữa ta, bền lâu mãi mãi chân nâng. Yêu em rồi, anh hứa sẽ mãi bên em. Em hứa sẽ mãi yêu anh. Yêu anh thì em hãy hứa đi em. Này anh nghe đây, em xin hứa yêu anh trọn đời. Giờ mình bên nhau, đêm nay uống hết ly rượu này. Động phòng đêm nay, em sẽ là người tình chân nâng. Động phòng đêm nay, anh muốn suốt đêm say mèn tình. Chọn đời mãi sâu, mãi mãi là ngày hôm nay. Trang để gửi đóng vào trong phòng cưới, chúc mừng cho cô dâu và chú rể, cũng như là để phục vụ toàn thể các quý vị thân khách của đôi gia đình nhà trai và nhà gái. Vâng, và vừa rồi các cụ các bà cũng đã cho phép tôi về đường và lên cáo hết tổ đường. Và ngay sau đây xin mời gia đình hội trường chúng ta hướng về khán đài bên tay trái của chúng tôi và đón chào mừng bằng một tràng vỗ tay, chúc mừng đôi đường hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay đang sánh bước bên nhau. Cô bóng hoa tươi đóng đứng ra ngoài khán đài. Vâng, xin mời các thầy hội trường chúng ta chào đón một tràng vỗ tay lần nữa. Xin mời gia đình họ chuẩn bị ra chung chiều anh. Tình này cho anh, em cứ giữ cho anh trọn đời. Yêu em nhiều, anh cứ ngỡ trong mơ. Yêu anh nhiều, em cứ ngỡ như thơ. Yêu nhau rồi, ta đi đến hôn nhân. Cờ mộng duyên ta, bên lòng mãi mãi trăm năm. Yêu em rồi, anh hứa sẽ mãi bên em. Yêu anh thì em hãy hứa đi em. Này anh nghe đây, em xin hứa yêu anh trọn đời. Giờ mình bên nhau, đêm nay uống hết ly rượu này. Động phòng đêm nay, em sẽ là người tình chân nâng. Động phòng đêm nay, anh muốn suốt đêm say mèn tình. Chọn đời mãi sau, mãi mãi là ngày hôm nay. Động phòng đến nay,
anh muốn suốt đêm say mến tình. Chọn đời mãi sau, mãi mãi là ngày hôm nay. Động phòng đêm nay, anh muốn suốt đêm say mến tình. Chọn đời mãi sau, mãi mãi là ngày hôm nay.
ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu trung tâm của chúng tôi để cùng chào đón sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là đôi tân lang Tân Gia Nhân, chú rể Ngọc Tú và cô dâu Hải Yến. Xin chào mọi người, lớn được toàn thể quý vị để chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của đôi tân lang, đôi Tân Gia Nhân trên sân khấu trang trọng nhất dành riêng cho bạn trong vui ngày cưới ngày hôm nay. Cùng chào đón với sự hiện diện của đôi tân lang và đôi tân gia nhân, chú rể Ngọc Tú, Sánh Huyền cùng cô dâu Hải Yến trong ngày vui ngày cưới ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ta giao từ ngữ Việt Nam có câu: yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mà mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, mà yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phòng ba cũng liều. Kính thưa toàn thể quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người chúng ta đã được cuộc sống ban tặng. Và ngày hôm nay đây, chú rể Ngọc Tú và cô dâu Hải Yến đã tìm được đến bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Kính thưa toàn thể quý vị, trăm năm thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, và giờ này là giờ hoàng đạo, là giờ đẹp nhất dành riêng cho Ngọc Tú và Hải Yến. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày 27 tháng 6 năm 2015, tức ngày 11 tháng 6 năm Ất Mùi. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được phép trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của hai bạn trẻ xin chính thức được bắt đầu. Thưa toàn thể quý vị khách quý, ngay sau đây ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời với sự hiện diện của hai vị đại biểu đại diện cho quan viên hai bên gia đình sẽ cùng trở ra phía sân khấu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của hai đại biểu đại diện cho hai bên gia đình đang trang trọng di chuyển trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và thật đúng là tình cha mẹ thì ơn sâu nghĩa nặng, để tránh biết bao biển rộng núi non cao, đường dài biết mấy gian lao, nuôi con khôn lớn vui nào vui hơn. Và hôm nay hai con đã nên duyên, đại diện cha mẹ khuyên con đôi lời, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện quan viên hoặc nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu cũng như đôi lời nhận tề. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc sức khỏe của tất cả các cụ, công các bà cùng toàn thể hội hôn. Kính thưa các cụ, công các bà, trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu, được sự đồng ý của hai gia đình cũng như là chính quyền địa phương, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Chứng kiến cái buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay, họ nhà gái chúng tôi cũng được xin phép giới thiệu với tất cả các cụ, công, các bà. Họ nhà gái chúng tôi có các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ của các cháu đưa cháu về nhà chồng. Kính thưa các cụ, cháu Yến lớn lên đã được ông bà Thanh Hiến và cùng toàn thể gia đình đã chỉ bảo dạy dỗ xong, cháu tuy có lớn nhưng chưa có hôn. Do vậy là chúng tôi cũng, họ nhà gái chúng tôi cũng nhờ các trực tiếp là ông Tuấn và bà Thuận cùng toàn thể các cụ, công, các bà, họ nhà trai tiếp tục dạy dỗ chỉ bảo để làm sao cháu Yến luôn là dâu hiền của ông Tuấn và Thuận cũng như là của các cụ, công, các bà, họ nhà trai trên này. Cũng giờ phút này chúng tôi
giao lại cháu Yến cho các cụ, công các bà, người bố mẹ của hai cháu, của cháu tiếp tục dạy bảo các cháu để làm sao luôn là xứng đáng là cháu dâu hiền, để tạo dâu hiền của các cụ. Trong cái giờ phút vui và phấn khởi của hai họ hôm nay, chúng tôi không biết nói gì hơn xin chúc hạnh phúc trăm năm của hai cháu, chúc tình thông gia của hai bên ngày càng đầm thắm. Trước khi ngừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình của các cụ, công các bà, họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi quý vị chúng ta đã được nghe những lời vàng ý ngọc đến từ phái đoàn quan viên của họ nhà gái. Mà thật đúng là dâu ra thì như ruộng kề bờ, bên mong được rể, bên chờ đón dâu. Và ngay sau đây thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện quan viên của họ nhà trai cũng có đôi câu đáp từ. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, lời đầu tiên họ nhà trai chúng tôi xin gửi tới các cụ, các ông, các bà và quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe chân thành nhất. Vâng, trải qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu Tú và Yến, hôm nay chính thức hai cháu đã thành vợ thành chồng. Chính thức họ nhà trai chúng tôi đã nhận cháu Yến làm dâu của dòng họ. Và tôi xin căn dặn hai cháu, nghĩa vợ chồng phải thủy chung sau trước, đạo làm con phải giữ một chữ hiếu làm chung. Và chúc cho hai cháu hãy tung bay giữa biển trời cao rộng và tươi trẻ muôn màu sắc son, làm sao như quế trên non dấu trăm năm tuổi vẫn còn mùi thơm. Xin trân trọng cảm ơn các cụ, công, các bà và quý vị đại biểu khách quý của hai gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Xin thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã vừa được nghe hai tiếng phát biểu từ hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình. Và ngay sau đây thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời hai bác cùng bước lên một bước và bắt một cái tay để cùng giao ước kết chặt tình thông gia từ đây. Xin chào và hôm nay là lớn của toàn thể quý vị. Mọi người, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai vị đại biểu cũng như hai bạn trẻ chúng ta sẽ trở vào bên trong nhà trong để cùng thắp hương bái nước gia tiên, bái nước tổ đường. Xin mời.
Xin chào, cảm ơn giọng hát của nam ca sĩ Bắc Đá cùng dành tặng tới toàn thể quý vị với ca khúc vừa rồi. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng nhiệt liệt này chào đón sự hiện trở lại của đôi tân lang và đôi tân gia nhân. Xin mời chú rể Ngọc Tú và cô dâu Hải Yến sẽ cùng trở lên trên sân khấu danh dự nhất của hai bạn trong ngày vui ngày cưới ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu để cùng chứng kiến hai bạn trao cho nhau kỷ vật tình yêu, đó là chiếc nhẫn xinh xắn để đánh dấu cho hai bạn, dạ vâng, hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long. Xin mời chú rể Ngọc Tú đưa ra kỷ vật tình yêu của mình để trao cho người vợ thân yêu trong ngày vui ngày cưới hôm nay. Và đó chính là hai chiếc nhẫn xinh xắn. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị một lần nữa dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho đôi tân lang và đôi tân gia nhân. Dạ vâng, quý vị thấy thế nào ạ? Có lẽ là các bạn trẻ rất là nóng lòng là muốn xem một màn ảo thuật có 102 trong đám cưới của hai bạn ngày hôm nay. Không cớ gì mà chú rể Ngọc Tú và cô dâu Hải Yến lại không dành những tình cảm đó với các cụ công, các bà cùng cô dì chú bác anh chị ở đây. Chúng ta đang có mặt, đang hân hoan, đang nở những nụ cười rạng rỡ nhất để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Vì vậy đề nghị hai bạn sẽ cùng phối hợp với ban tổ chức được không ạ? Chú rể thế nào, đã nhất trí không? Em nhất trí ạ. Cô dâu? Em nhất trí ạ. Xin chào và vỗ tay của toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau. Có lẽ là màn này là màn phát sinh phục vụ cho các bạn trẻ nam nữ thanh niên đang muốn nóng lòng để được chứng kiến hai bạn trao cho nhau có lẽ một nụ hôn nồng cháy nhất. Hai bạn đã dành tình cảm cho nhau ở đâu thì toàn thể quý vị không được chứng kiến đúng không ạ? Trong ngày trọng đại như thế này, một nụ hôn chú rể dành cho cô dâu là rất cần thiết, rất cần thiết với những đôi mà chúng tôi đã từng tổ chức lễ thành hôn. Và ngay sau đây cô dâu hãy để hai tay của mình lên trên vai của chú rể. Và xin mời chú rể để tay vào eo của cô dâu. Vâng, phần thịt các cụ vẫn nói thịt ba chỉ đấy đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu. Và chú rể nên nhớ rằng chú rể phải hôn đúng nơi đúng chỗ nhá. Hôn vào trán để toàn con trai, hôn vào má để toàn con gái, chỉ có hôn vào môi thì chú rể mới đẻ được một trai một gái. Vì vậy chúng ta hãy cùng đếm ngược 3, 2, 1, bắt với ban tổ chức rất là tốt. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây thì bằng những tình cảm của những đấng sinh thành muốn dành tặng cho con của mình nhân ngày vui ngày cưới ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chú Minh Quang là chú của chú rể Ngọc Tú sẽ cùng hiện diện trên sân khấu để trao cho hai con của mình món quà ý nghĩa nhất trong ngày vui hôm nay. Xin chào pháo vỗ tay của toàn thể quý vị, chúng ta cùng chào đón món quà của chú Minh Quang. Xin được cảm ơn món quà của chú Minh Quang, cũng như xin được kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, mọi điều như ý. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng tự nhiên xơi trà, xơi trầu, xơi nước, xơi thuốc, xơi bánh kẹo và tiếp tục hướng lên trên sân khấu
với phần tham gia giao lưu nhạc nghệ thuật để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Còn ngay lúc này đây, hai bạn sẽ cùng ôm bó hoa tươi thắm trở về các hàng ghế danh dự để cùng gửi lời cảm ơn đến các cụ công các bà cũng như cô dì chú bác các anh chị đang hiện diện tại buổi lễ thành hôn của Ngọc Tú và Hải Yến hôm nay. Có nam có nữ mới lên sân, mà có xôi có thịt mới lên phần, đúng không? Có trà có chúc mới lên cầm câu dô. Quý vị vừa nghe giọng hát nữ của nữ ca sĩ Thu Trang thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giọng ca đến từ phái đoàn quan viên của họ nhà gái.
Xin được trân trọng kính mời bác của cô dâu sẽ cùng trở ra ngoài sân khấu để cùng gửi tới toàn thể quý vị với ca khúc Giận Mà Thương. Xin chào bác, vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Dạ. Yến Tú là đôi chim cu, Yến thì đi trước mà Tú gật gù theo sau. Để nói tiếp chương trình văn nghệ sau đây, tôi xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ gần xa của đôi bạn trẻ hôm nay bài hát Giận Mà Thương. Xin mời bạn có tay để cổ vũ. Gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó.
duyên đã tơ làm, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có kiếp nàng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp mong. Love, 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 I'll be around and make the sound. Baby, my love, make your body dance now. Tay trong vòng tay, vì em đây chính là người bên lâu anh vẫn mong chờ. Khi anh trai cùng đất tay, ta hãy yêu thật đắm say, quên hết bao điều đắng cay, cô đau đã qua. Sau những tháng ngày cách xa, hạnh phúc đang chờ đón ta đời từ bài ca. Hỡi em đây người tình, rằng ai phân ly tình thắm đôi mình. Đây người tình, cùng nhau ta xây mộng ước thành. Đây người tình, nhung hôn cho nhau là đó. Anh luôn có em đêm kề đêm, vì em đây chính là người bên lâu anh vẫn trông đợi. Nói chuyện xa nhau, anh luôn có em bên kề bên, vì em đây chính là người bên lâu anh rất mong chờ. Sau những bao khó khăn thử thách qua, xin chúng ta giành vinh hoa. Tuyết sông đang chờ đón ta mùa xuân thắm tươi. Những lũ chim trời có rồi, từng cánh bay về phương trời chào một ngày mới. Với em này người tình, tình em luôn như nguồn sáng trong. Trong cuộc đời và đôi tim chung nhịp tất muôn lời.
đêm nay em muốn quen một nụ hôn trước tiên à. Nụ hôn à ha, đêm nay em biết em phải là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc